Các bạn subscribe và bấm chuông để xem những video mới nhất nhé. Xin kính chào các bạn vị, hôm nay mình đang có ở đây chiếc Nokia 8 và Galaxy S8. Hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc đối đầu với nhau. Đó là mình sẽ dùng hai chiếc máy này đập vào màn hình này, đập vào hai cạnh bên, đập ở phía sau để xem chiếc máy nào sẽ bị vỡ và nát ra trước. Thì các bạn hãy cố gắng ở lại xem đến cuối video để phát hiện đây là mình chỉ nói đùa thôi chứ mình không làm thật đâu. Mình sẽ so sánh cơ bản về những yếu tố thiết kế, màn hình, camera hay là về khả năng kháng nước của hai máy này. Thì liệu chiếc máy nào sẽ đáng lựa chọn hơn khi đều mang trong mình đó là con số 8. Các bạn có thể mua chiếc Galaxy S8 tại cửa hàng của XT Mobile. Hiện tại XT Mobile cung cấp S8 cả chính hãng cũng như sách tay. Đặc biệt lúc này thì đang có chương trình khuyến mại kéo dài đến 23 tháng 10 để các bạn có thể mua tặng phiếu mua hàng trị giá hơn 2 triệu và rất nhiều sản phẩm khác. Và anh em nếu đặt hàng thông qua link ở bên dưới tại Vật Vờ Studio, các bạn sẽ giảm thêm 100k giá bán nữa. Ngay anh em hãy tham khảo kỹ ở phần mô tả bên dưới. Về thiết kế của hai con này thì có lẽ nếu đưa ra thì các bạn sẽ thích cái chiếc Galaxy S8. Nó khá là nhiều màu sắc, vừa đẹp và xong rồi kính sang trọng các kiểu, cầm trong tay thì gọn. Mặc dù là có màn hình kích thước lớn hơn nhưng mà Galaxy S8 cái cảm giác khi cầm nắm tương đương với Nokia 8. Và các bạn thấy là bề ngang và bề dọc của nó còn thậm chí còn nhỏ hơn một chút xíu so với sản phẩm đến từ Nokia. Mặt sau của Nokia 8 thì sẽ có cụm camera kép và chúng ta sẽ có ống kính dài. Đây chính là cái điểm ấn tượng của nó mà mình thấy thích hơn so với việc mặt sau được trang bị cảm biến vân tay giống như chiếc Galaxy S8 này, rất là khó sử dụng và thao tác bằng một tay. Và bên cạnh đấy thì cái việc mà trang bị cho nó bằng vỏ bằng kim loại thì Nokia 8 sẽ bền bỉ hơn nữa, là cái chiếc Galaxy S8 ta thì khá là trơn. Các bạn nào cầm nắm không tốt có thể bị trơn trượt, nó bị rơi xuống thì chỉ có khóc bằng tiếng Ả Rập sau đi thôi, vì mặt lưng này bằng kính thì kính trước và kính sau khi vỡ đều rất là sót, và mặt trước của nó của Samsung mà đi thay thì đắt tiền đừng hỏi luôn. Đối với chiếc Nokia 8 này, người ta sẽ có cảm biến vân tay ở mặt trước, do đó nó sẽ dễ thao tác hơn, thuận tiện khi sử dụng bằng một tay. Và với chiếc Galaxy S8 thì chúng ta sẽ có cái hiệu ứng mà khi sử dụng rõ ràng tốt hơn nhiều. Với màn hình của nó, Infinity Display tràn sang hai bên, rồi cả trên và dưới được làm rất là mỏng, dẫn cái việc là nó kích thước màn hình lớn nhưng lại nhỏ gọn hơn so với Nokia 8. Và đối với Nokia 8 thì sẽ đặc biệt dành cho những bạn nào mà không thích sử dụng phím điều hướng bên trong màn hình. Galaxy S8 thì chuyển sang màn hình tỷ lệ 18:9, về vì vậy nó phải dùng các cái phím điều hướng bên trong màn hình. Nhiều người thì không thích điều này cho lắm, vì thế nên các bạn vẫn thích cái kiểu phím truyền thống là bên ngoài giống như chiếc Nokia 8 này. Màn hình ở đây thì sẽ có độ phân giải tương đương với nhau, đều là 2K, trong đó thì cái chiếc Nokia 8 thì sẽ sử dụng màn hình là IPS, còn cái chiếc sản phẩm của Samsung thì sẽ là màn hình Super AMOLED là đương nhiên. Và khi so sánh ở đây thì mình thấy màn của Samsung thì hơi thiên về ám xanh, còn cái chiếc Nokia 8 này không hiểu nó ám cái màu gì nữa, nó cũng cứ nhờ nhờ. Và nhìn chung là cả hai con này đều màn hình hiển thị đẹp, mình không có phân vân để lựa chọn nhiều. Cả hai máy đều đem lại cho mình cái trải nghiệm và những thứ rất là tốt. Tuy nhiên nếu các bạn thích một cái màu sắc trung thực và cũng như là hình ảnh trong trẻo hơn, có thể lựa chọn màn hình của Nokia 8. Các bạn nào thích mà màu sắc rực rỡ, tươi, đậm đà, các bạn thì lựa chọn màn hình Galaxy 8. Hiển thị ngoài trời của hai máy đều cực kỳ là tốt. Trong đó thì cái chiếc Nokia 8 là một trong những màn hình IPS hiển thị ngoài trời tốt nhất. Còn cái chiếc Galaxy 8 thì màn hình Super OLED hiển thị ngoài trời thì không gì phải chê. Chuyển sang về yếu tố hiệu năng thì cả hai con này đều sẽ có 4GB RAM, tùy theo các bạn lựa chọn là con chip Exynos 8895 trên Galaxy S8 hoặc các bạn sẽ lựa chọn đó là Qualcomm Snapdragon 835 trên Nokia 8. Nếu ở đây thì mình sẽ lựa chọn Nokia 8 chứ không phải là Galaxy S8, vì đơn giản con chip 835 sẽ đem lại khả năng chơi game có thứ ấn tượng hơn, còn Galaxy S8 thì khả năng chơi game không tốt bằng. Mặc dù điểm GPU của hai máy có thể là cao tương đương với nhau, nhưng thực tế ra thì GPU Adreno luôn luôn đem lại khả năng tương thích game, chơi game tốt, thay vì là GPU mà cái chiếc Galaxy S8 này đang sử dụng trên cái vi xử lý Exynos của mình. Về tính năng cũng là chia ra hai trường phái, bạn sẽ là một phe yêu thích những gì mặc định thuần Google hay bạn là một người yêu thích sự màu mè. Nếu như của sản phẩm Nokia 8 đem lại anh ta một cái giao diện thuần Google, trải nghiệm của nó chẳng khác gì những chiếc Pixel với Ledger cũng giống y hệt, vuốt lên sau đó tạo một phần menu, mọi thứ tỏ ra khá nhàm chán với những bạn nào mà yêu thích sự màu mè và tùy biến cao. Vì vậy nên mà Nokia 8 sử dụng lâu dài nó không bị lag giật nhanh chóng và nó rất là mượt mà, và cảm giác khi sử dụng hàng ngày của nó rất là tốt. Trong khi đó với Galaxy S8 các bạn phải đánh đổi, bạn là một người yêu thích nhiều tính năng màu mè như chúng ta có thể thay đổi theme này, các icon này rất là tiện lợi, mình rất khoái cái đấy, hay là chúng ta sẽ có được một khu vực thanh báo động thái được làm lại trông đẹp hơn, cái khu vực setting cũng nhiều màu sắc hơn, đa dạng hơn. Và còn một loạt các tính năng của Samsung có lẽ là ngồi kể cho các bạn cũng không hết, như là nó sẽ có thư mục bảo mật này, chế độ tăng hiệu suất riêng để chơi game, chế độ tiết kiệm pin, siêu tiết kiệm pin, ẩn hiện các chế độ tìm kiếm vân vân. Nói chung là nó nhiều kinh khủng khiếp. Nhưng mà đổi ngược lại thì máy sẽ hay bị hiện tượng tràn RAM, sử dụng sau một vài ngày sẽ bị lag. Và đây là cái điểm đặc trưng mà các bạn phải đánh đổi lựa chọn. Và đối với chiếc Nokia 8 và Galaxy 8 thì đều có màn hình đó là Always On Display. Thực ra thì hai cái công nghệ đặt tên khác nhau nhưng cách hoạt động là tương tự như nhau. Trong đó thì Nokia 8 sẽ hiển thị chủ yếu là đồng hồ, của thông báo
tin nhắn rồi các cái ứng dụng ở bên trên. Còn của Galaxy S8 có thể tùy chỉnh thay đổi được cả hình nền và các thứ thì nó đa dạng và linh hoạt, sinh động hơn. Như bạn đã nói, Samsung hơi thiên về màu mè, còn Nokia thì thiên về là việc trang bị tính năng đủ dùng và tốt, thế là được. Và tất nhiên về việc cùng sử dụng Android 7 giúp cho cả hai máy đều có những tính năng như đa nhiệm song song hai ứng dụng cùng một màn hình, chỉnh DPI để hiển thị được cái thông tin được nhiều hơn. Trong đó thì Nokia 8 chắc chắn sẽ được lên Android O và cái chiếc Galaxy S8 cũng vậy. Nhưng mà khả năng là khi lên thì Galaxy S8 chúng ta thì cũng sẽ thay đổi một số các tính năng, nó sẽ có thể là không có như mặc định của Google hoặc đã bị tùy biến đi. Và Galaxy S8 còn có thêm cái Bixby ở bên trái này, như là một thứ mà có thể nói không hữu dụng đối với người Việt Nam lắm. Đã có video nói về vấn đề này của Vayo rồi, anh em có thể xem lại video đấy. Còn về cái camera thì là một cái mà mình cho rằng là phụ thuộc vào yếu tố của mọi người là thích cái gì. Galaxy S8 thì không có camera kép nên sẽ không có tính năng xóa phông thời thượng mà hiện tại mà chiếc Galaxy Note 8 đang có và Nokia 8 đang có. Nokia 8 còn có camera khả năng chụp ảnh đen trắng là phù hợp cho bạn nào thích chụp ảnh nghệ thuật. Mà cảm giác khi so hai con này đúng là hai con theo hai trường phái khác nhau. Và cũng do vậy nên cái giao diện camera của Nokia 8 tỏ ra nó không được đa dạng và nhiều cái lựa chọn giống như cái chiếc Galaxy S8. Rất là đơn giản với các tùy chọn để chụp hình. Và khi đấy với Galaxy S8 chúng ta sẽ có một đống như là chúng ta sẽ chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp, có trình tốc độ màn chập tốt hơn so với lại cái chiếc Nokia 8 này. Chụp ảnh ảo, chụp thức ăn, rồi chúng ta sẽ còn có các cái bộ lọc về màu sắc như là camera 360 tích hợp sẵn, rồi ghép được cả gương mặt vân vân. Đấy là cái mà Nokia 8 không có. So với chất lượng chụp ảnh thì rõ ràng nói thật là chụp mì ăn liền thì mình sẽ lựa chọn chiếc Galaxy S8. Màu sắc, chi tiết, độ nhạy sáng, giải dynamic range đều cảm giác là từ Galaxy S8 tốt hơn trong với Nokia 8 trong 9 đến 10 trường hợp. Nokia 8 cảm giác chụp bức ảnh nó hơi bị thô, tức nghĩa là bạn chụp ra ấy, bạn cảm giác là nó giống như kiểu mắt chúng ta nhìn và nó không có quá đậm nịnh mắt, không đậm đà, nó khá là chân thực để cho các bạn thể xử lý thông qua các phần mềm như Snapseed để chỉnh sửa ảnh đem lại bức ảnh tốt nhất nữa để phù hợp với lại cái trải nghiệm của các bạn. Vì thế nên có thể so sánh giữa hai con này thì phần lớn những cái người tiêu dùng cơ bản sẽ chọn Galaxy S8. Những người nào yêu thích về Nokia, chất màu sắc của Nokia một cách nhẹ nhàng cơ bản nhất thì sẽ lựa chọn sản phẩm này. Và bên cạnh đấy còn yêu thích cả khả năng xóa phông. Về dung lượng pin của hai chiếc máy này thì hiện tại sẽ là một cái 3090 mAh, một cái là 3000 mAh, nên về cơ bản là cũng tương đồng với nhau, không có sự khác biệt giữa hai con này. Và có một cái này, nếu các bạn thích nghe nhạc thì cứ lựa chọn cái chiếc Nokia 8, loa con này nghe to, rõ và trong hơn so với loa của Galaxy S8. Một phần vì sản phẩm của Samsung thì sẽ có khả năng kháng nước và bụi bẩn IP68. Nokia 8 chỉ là 54, nó không phải là cái loại nhúng xuống nước mà nó chỉ là loại chống đi mưa hay là vô tình đổ nước thôi. Nên mà loa của nó sẽ không có lớp màng sâu như kiểu của Galaxy S8. Tổng thể lại bài so sánh thì mình cho rằng Nokia 8 là một sản phẩm quay lại thị trường vẫn là một chiếc máy tốt mà hiển thị đẹp, camera ngon, hiệu năng tuyệt vời, thuần Google hỗ trợ lâu dài. Trong khi đó Galaxy S8 thì chiếc máy vẫn được lòng chủ yếu các anh em vì đơn giản là chiếc smartphone này nó có mọi thứ mà một người tiêu dùng bây giờ cơ bản cần. Vừa bóng bẩy đẹp, màn hình rực rỡ, camera auto ngon cũng rực rỡ và đem lại cho chúng ta cái trải nghiệm nhìn chung là rất là thích mắt, mọi yếu tố từ phần mềm tính năng và cũng như là thiết kế bên ngoài. Thế thì nếu mà anh em đang xem video đây, các bạn sẽ lựa chọn Galaxy S8 hay Nokia 8, hãy comment và bình chọn. Đừng quên truy cập vào link bên dưới để xem các khuyến mại chương trình của XT Mobile và các bạn sẽ được giảm giá 100k khi đặt mua thông qua link Google Drive.